cái này nè anh ơi, cái này đâu phải một cái đó đó. Cái này nè, anh Cương cái mặt cái này nè. Ở giấy cho luôn. Anh Cương bận luôn đi anh Cương. Mặc là thôi. Lát rồi đi vô thay nữa, đột phim nữa. Ủa xé cho chị. Em lột 3 cái ra luôn nè anh. Còn cái nữa không lột luôn đi. Thôi anh ơi. 3 cái luôn. Còn cái mặc cái dữ hơn vậy. Thấy giả rồi đi lên Đà Lạt quay á, mặc 4 cái áo. Trời ơi, chị Thanh đánh điện rồi, chị bận quá, chị bận luôn. Ủa mặc vậy sao cảm nhận được cái hơi lạnh của Đà Lạt? Thấy không? Để cho nó lạnh 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 lạnh. Đẹp quá không? Trọng kỹ quá. Bữa nay cho nhịn trọng phải lên khoảng trời khoảng 3-4 kg ít rồi. Trời ơi. 2-3 kg anh. Dám 2-3 kg đâu. Lên quá trời luôn. Dám 2-3 kg đâu, lên 5 kg là ít. Nắm lên mặt ha. Bự rồi. Em lên 2-3 kg. Quá trời mặt. Còn ai chứ mặc không? Ai chứ mặc áo đồng phục. Em ơi mặc áo vô luôn nè em. Mặc áo đồng phục vô đi. Đây là con anh nó đỏ chưa bạn. Đi làm mà có vợ có chồng vui hả bà con bác? Anh hạnh nói gì em á? Anh nói hai vợ chồng em đi làm có vợ có chồng hạnh phúc. Thì bây giờ ảnh chồng của em đi cổ vũ tinh thần em thôi chứ mai mốt không về rồi. Vậy hả? Nói chưa anh phải lo công chuyện kinh doanh nữa phải không? Dạ, phải lo làm á, làm. Làm có để tiền đem đóng phim phải không? Làm phim chứ. Làm phim phải không? Cũng năm rồi lo đòi nợ anh ơi. Ủa có nợ đòi được không rồi? Ủa sao mà áo khoác vô rồi vừa bị đòi nữa. Đòi người này trả người kia hả? Thôi cho chuyển qua cho địa chỉ cho ông này thiếu tương nhiêu nè anh ra đòi người đó luôn trực tiếp như vậy. Là phim này là mỗi anh chị diễn viên trong phim với lại ekip là mỗi người một cái áo như thế này cả nhà. Ủa, rồi. Hỏi đi ơi, cúng chưa cúng chưa cúng máy chưa? Thôi vậy để con vừa cũng mặc luôn đi để cho nó đồng bộ. Để mà hiện tại mình tầm vô thôi. Hả? Cho anh gửi nha. Cảm ơn. Em thay cái áo xong đi rồi làm. Nè, đen nè, trắng nè. Sao mà mặc áo khoác lên rồi cũng không thấy cái áo? Bỏ áo khoác ra đi. Mọi người bỏ áo khoác ra đi. Ừ, chứ mà cứ gắn chụp xíu đi cho nó đẹp rồi áo khoác vô. Chứ mặc xong mà áo khoác như không. Còn nhiều áo không anh? Cho anh xin hai cái về cho cô Tư với Minh giao cua. Này đi trời nắng. Ờ giao cua. Đi giao cua. Mới chơi á. Bởi thấy cái áo này còn khỏi mà khỏi mặc áo khoác. Giao cua tặng bán cho phim không? Không. Đi Ngọc hả? Cho chị Ngọc tặng chị Ngọc cái. Đi Ngọc hả? Anh với Thương anh với đại đừng nói tặng nó anh mua, nó anh mua nha. Mua hả? Mua nha. Để về nó mua cho nó uy tín. Tới hai người mặc áo cặp đi chụp hình. Trà sữa có không? Trà sữa này trà sữa mặc nhất tới đầu gối luôn. Trà sữa mặc nhất thành mặt cầm luôn á. Trà sữa bằng lên thành đầm. Trâm. Dạ cảm ơn nhiều. Ủa, mà mang heo luôn á trời. Ông khoác để đây được ha. Ủa anh không thấy lạnh gì luôn á nha. Tại vì sáng xuống vừa sắp rồi đi á như vận động nhiều. Nói nhiều nó không có lạnh. Rồi. Rồi để đây. Ủa em sao vậy? Em mới đi lên trên đó em lấy đồ. Vậy là sao nào em sao nào lấy đi. Từ đây đúng không? Ừ. Rồi đi xuống này chuẩn bị đi cúng nha bà con. Rồi trước khi mà một cái phim thì mình phải cúng. Mình cúng tổ để hy vọng tổ phù hộ cho mình là trong quá trình quay. Trong quá trình quay nó thuận lợi. Rồi ra phim thì cũng được bà con cô bác ủng hộ. Ở đây á, thì không có điện cho nên phải sử dụng máy phát điện. Không lẽ chạy mắc điện suốt vậy ta. Hơi áo này hơi rộng với con dừa.
này hơi rộng xíu. Sao? Thì đó đèn mà đèn đứng đó đó, đèn là đứng đó đó. À, đèn là đứng đó, đứng đó, đúng rồi. Đèn chỉ ở đây. Ủa? Vậy là máy đứng, đứng rồi, đứng ở đây này, đứng trước. Ừ. Chụp đây phải không? Dạ. Này có mấy bá đào đẹp nè. Ừ. Mày em đứng đây em chụp chứ. Để rồi máy xuống đây anh. Tao nhớ rồi đó. Thì ra đây chỉ xuống dưới đó đẹp hơn, thuận nắng nữa. Được. Chứ mày chưa bây giờ máy giờ bầm cúng tự nhiên mày chưa ngập dưới lên có bắt ra đâu đẹp đâu. Tự nhiên mọi người cúng mà em đứng trên đây thì người ta cúng đây mày chụp đá phải không? Thì đó chứ sợ là chứ thôi gọi anh nghe quá đẹp không chụp trước tao tắm đi. Tháo khẩu trang hả? Tháo khẩu trang anh ơi. Tháo khẩu trang tổ mới nhận ra mình. Mới ủng mới phù hộ mình. Tháo khẩu trang tổ mới nhận ra bà. nhiều khi hôm nay ông tổ cũng đeo khẩu trang nữa. Trời ơi, trời. Ôi, bên đây quá. Cái trên tay vậy nó mất thẩm mỹ vậy. Trời ơi. Đi tới đâu quấn tới đó. Nè anh đứng trên đây nè. Đó. Cần đói không? Vô. Chụp với nhà đầu tư coi. Bụng à. Bụng anh nhỏ xíu đủ hết rồi. Hai anh ra một giữa một xíu nữa. Nhanh em bớt ra tôi cười mỗi miệng không mày ơi. Ok đẹp rồi. Rồi. Cảm ơn anh Trọng. Cảm ơn. Hai anh Cương với anh Trọng là bằng tuổi nhau á. Thì kêu tao anh không là kêu mày tao. Kêu mày tao được không anh? Giờ một kêu tên hai hả? Trọng ơi, Khương nói Trọng nghe này nè. Chắc lại luôn. Chắc cái đó tới bài luôn á. Rồi bây giờ thì cả đàn sẽ bắt đầu đi cúng nha cả nhà ơi. Cởi cái áo khoác ra cho đẹp em. Rồi xíu bỏ. Lạnh không? Đẹp quá ha. Không lạnh thì cởi áo khoác ra đi cho cả đàn thấy màu xanh hết. Cởi áo khoác ra mấy đứa. Gắn xíu chợ xíu đi, lạnh xíu mà. Chờ ekip mình xong xuôi hết chúng sẽ bận nguyên một cái rừng áo màu xanh. Màu ngọt cái trong ai đẹp ha. Đẹp hơn mùa năm ngoái phải không? Năm ngoái đỏ hơi chói nhưng mà không sao, nên đỏ là để rực rỡ. Làm tay dài này. Tay dài là tại vì trên Đà Lạt cho nên là làm tay dài. À. Nào làm cao cổ luôn có giữ ha. Cái gì anh? Làm mà có cổ luôn chùm lên luôn giữ à. À định làm có áo có cổ luôn anh mà hơi mắc quá. Mắc quá. Ba 200 mấy luôn. 29 300. Có gì rồi. Nói anh chứ em. Trời. Tiền gì anh? Vô trong đó quay. Giờ này đừng lấy tiền nữa. Có gì thì cứ nói anh thấy không? Thiếu thốn gì khổ ghê. Không lẽ giờ em anh không lo được em út không? Anh nói phim ra hình như câu đó phim nào cũng nói luôn anh. Với lại chừa lịch giảng giảng anh đi, anh có thời gian đi coi đất đây nữa. Đi coi đất. Đợi đi coi đất nữa kìa. À, có thời gian đi coi đất. Anh là full luôn rồi. Đi coi đất còn phải đi coi đất chứ không có tiền mua. Bây giờ mình đi độ tới đây nữa. 1, 2 máy, 3 máy, 4 máy. Anh 4 máy còn mấy anh chị diễn viên chưa ra nữa. Em dây chính đúng không? Anh mình qua bên anh bị rụt chán rồi. Em là dây chính đúng không? Dạ. Giãn tay dài. Ôi vậy được. Em tưởng tay ngắn là lặn rồi chứ. Chồng em về đúng không? Dạ. Đi bà con cô bác. À, máy này là máy chụp phim ha. Lái xe lên đoàn. Tội nghiệp mấy đứa này quay không ra nào ai biết nó. Đây bé này là hậu trường của kênh Hậu Bích Trâm. Đừng có. Thanh Trương là hậu trường của kênh Minh Mấm. Rồi. Anh Trung là hậu trường của kênh Thanh Thánh Thiện. Anh giới thiệu khán giả kênh em đi anh. Không, anh đang không quay mấy mấy chủ kênh mà anh đang quay mấy người mà quay cho kênh tội nghiệp này không chưa bao giờ được lên hình đó em quay giới thiệu nhưng mà anh chào khán giả mình em tiếng đi dạ chào bà con cô bác đây anh Lê Nam đó. Một người quay cái này quen quá cái cổng này quá con tôi không quen của tôi nha mượn quen. Người hứa cho tôi mượn rồi đừng đòi chính sống vậy chứ dạ. Bây giờ sao bây giờ một xíu nữa anh quay xong đi rồi ngồi lại tính giảng lịch thì em sẽ làm cái kênh cho anh. Bữa nay anh ở trên đây là có anh với lại Nam Anh đó hỗ trợ hai anh em mà về coi ai nhiều được bà con ưu mến hơn. Cảm ơn em nhiều. Dạ bà con cô bác nhớ nhưng mà đặt tên gì nè? Vẫn là Lê Nam Official thôi. Lê Nam Official ha. Đúng rồi. Dạ nhưng mà Khương vừa sẽ tạo một kênh mới cho anh Lê Nam luôn. Kênh tạo một cái gmail mới luôn làm kênh mới luôn ảnh đăng cái clip đầu tiên lên luôn
đó, để cho cái gì nó cũng mới mẻ luôn. Đúng rồi, để cho anh bắt được đầu một cái chặng đường mới. Hy vọng bà con có làm luôn á. Dạ, hy vọng bà con cô bác ủng hộ anh Lê Nam nha. Dạ, tại vì bà con cô bác biết sao, anh Lê Nam thì vừa nghĩ bà con cô bác rất là yêu mến, yêu thích luôn. Nhưng mà ảnh trước giờ ảnh làm ảnh hỗ trợ anh em nhiều lắm, nhưng mà chưa bao giờ mà ảnh làm cho ảnh hết trơn á. Khương vừa nghĩ thì ảnh cũng già lớn rồi chứ không phải còn nhỏ nhắn gì nữa. Ở không đi sống lâu năm thôi cũng nói vậy chứ không còn nhỏ nhắn gì nữa đâu, mà để hơi từ từ phải không. Ừ. Đó, cho nên là Khương vừa phải đốc thúc ảnh làm, tại vì bà con cô bác biết sao, một người nghệ sĩ bây giờ là ngoài trên sóng truyền hình còn phải có một cái kênh YouTube để mình tương tác với quý khán giả đó, để khán giả biết mình có những hoạt động, có nội dung gì đó quý khán giả xem mà theo mà ủng hộ. Chứ bây giờ họ không có kênh YouTube, họ không có Facebook thì nhiều khi truyền hình và sóng truyền hình cũng không có nhiều, lâu lâu xuất hiện có một phim mà. Rồi ngoài ra thì chỉ xem mình trong một phim đó, rồi ngày qua bà con cô bác không có xem mình nữa. Cho nên Khương vừa nghĩ, Khương vừa muốn là tạo cho Lê Nam một cái kênh để làm cái thứ hai nữa. Bây giờ xu hướng giờ diễn viên mà nhà đầu tư người ta mời những cái trẻ đẹp này phải không? Không có, trẻ thôi chứ chưa đẹp. Còn đi già mới đẹp nè. Đó, nói chung là có kỹ năng diễn xuất tốt, nhưng mà người ta còn rất là chú trọng cái yếu tố social. Social là gì? Có Facebook, YouTube, đồ này kia rồi thì để có một cái lượng khán giả để người ta khi mà cái nghệ sĩ đó tham gia phim đó thì có cái lượng khán giả của nghệ sĩ đó theo dõi phim luôn. Đó, cho Khương Dừa muốn hỗ trợ cho anh Nam chứ thôi. Giống như Khương Dừa nè, nếu mà Khương Dừa mà đi diễn bình thường thì bà con cô bác chắc đâu có, nhà sản xuất không mời đâu, với là bà con cô bác cũng chưa chắc xem Khương Dừa nữa. Nhưng mà được cái Khương Dừa cũng được bà con cô bác yêu mến thương, cho nên là Khương Dừa tham gia phim nào. Làm mấy kênh nói chuyện có duyên quá trời luôn mà. Khương Dừa dạ, có nghe nó đời. Dạ. Nó không có bị diễn trong đó. Em tham gia phim nào thì bà con cô bác ủng hộ phim đó thì cũng mừng, cho nên là mới được giữ phim này, cũng được giữ đó. Đó thì với lại có một cái quan trọng nhất là anh Lê Nam anh chuẩn bị đẻ đứa thứ ba rồi, cho nên giờ kinh tế cũng khó khăn. Cho phải vợ anh đẻ chứ. Dạ. Vợ anh đẻ. Con này là bụng này mở. Vợ đây sẽ bố tôi cái gì cả. Phụ. Tử già già không à. Phim thứ ba. Dạ. Mừng quá trời luôn. Đệ tử già già không à. Đệ tử già già. Như là em nhận sư phụ luôn rồi còn gì. Đây. Ủa mới nhận hả? À? Mới nhận luôn. Đệ tử. Ủa có tên chưa? Chưa. Xíu làm luôn. Xíu làm luôn à? Xíu làm luôn. Tên chưa? Tên. Có tên luôn. Lê Nam Official. Lê Nam Official à? Dạ. Dạ. À, hôm nay gặp nhau đây tự nhiên bận áo xanh cái đồng phục, cái tự nhiên chung đồng môn hết hả? Đúng rồi, đồng môn hết. Nay ba mốt kênh mình gom tiền lại chi đều hết. Đệ tử nhiều lắm nha. Ai làm nhiều làm. Hình như là trong đây có bao nhiêu kênh là bao nhiêu đệ tử em hết luôn á. Anh về trên mạng người ta comment nói em về đi kéo một không biết một gọi là vô số. Cho nên mốt em đi ra đường ai đụng tới em quay, chỉ cần quay một clip em đăng thông tin lên không là có đâu, em không, YouTube không ai là... giúp đâu mà... mới đệ tử tới phụ chứ không có đâu. Tới đâu quay clip, đến quay clip, tới quay clip bị quýnh nè. Ủa mà sáng giờ hai đứa nó tâm lý của phim này chưa? Phim em chưa biết tâm lý gì chứ. Tâm lý tôi có sáng giờ cảnh đầu tiên là tâm lý gì, cảnh đầu tiên là em vô gây lộn với bà xám đòi nợ. Nói trời ơi, người ta đang quay cảnh thứ ba thứ tư. Cảnh thứ ba thứ tư là cái cảnh này là em qua em gặp bà dì Út, em nói xấu thằng chưa tốt quá trời. Chưa quay phần đoạn đọc của Việt ai đắng nữa. Hồ Bích Trâm rồi Thanh Tiền. Rồi mình cúng chưa anh? Điểm bị cúng nè. Kìa năm em ra kìa, năm anh ra. Lộn rồi. Cho xin hỏi là một hồi mình cúng là mình cúng phim Tết này em có chồng hay là mình cúng YouTube để mình biết, để mình khứng với tổ. Để mình được bị đuổi á. Có tổ cúng tổ YouTube. Thì mình khứng với tổ. Cúng tổ YouTube. Đó năm anh kìa quý vị. Không. Từ xa đã thấy năm. Tại bà con một cô bác biết sao không? Tại phim YouTube mà, cho nên là mình phải chia sẻ hình ảnh hậu trường, giới thiệu trước để bà con cô bác biết mà theo dõi phim. Chứ mà làm phim xong tới phát lên mà không ai biết là không có hiệu ứng. Rồi, chứ không có gì hết trơn. Cho lại anh em. Cho nên là Khương vừa đi phim lúc nào Khương vừa cũng gắng cố gắng hỗ trợ cho mấy anh em chị em nghệ sĩ để bà con cô bác biết tới để ủng hộ phim. Nếu dễ thương không, nếu cầm cuốn vào. Ủa anh Nam, em cầm cuốn cái bản này em biết em quay giờ nào này hả? Chứ em cũng biết em quay giờ nào. Nếu lần đầu tiên tham gia phim á anh. Nó cũng tham gia phim đi ca nhạc mà. Ca nhạc không à? Phim ca nhạc là cũng có làm một cái ngoài có làm phim ca nhạc cho mình. Dạ. Còn đây là tham gia đầu tiên cái phim đó, Hoàng Hiếu. Giới thiệu ai? Mấy bạn đừng có dục bịch tùm lum. Ok, đó nè. Này ở đây à. Bỏ vô để tặng anh đây, đây năm anh quý diễn giả, đây là bà bạn gái mới của Khương Dừa trong phim Tết Không Có Chồng. Sao bạn gái càng ngày càng cao quá,
từ 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 cao 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 lên đó. Cao lên. Thảo về cái giờ Nam Anh lên về quá trời. Đứng dưới đồi ấy, dạ, đang đứng dưới đồi. Em đứng thấp hơn Nam Anh. Đứng trên đồi. Đó. Em thấp hơn nhiều không? Xuống đồi. Em thấp nhiều không? Em thấp nhiều không? Em không thấp nhiều, hầu như ngang ngang. Nhưng mà xong Nam Anh nó cân cao 1m75 mà em có 1m70 ngang ngang ta. Em độn gì vậy? Không có độn gì đâu. Có độn gì không? Nam Anh đâu độn gì đâu, có độn khúc giữa không? Nói gì vậy cương? Thấy cái cương cũng dứa không có độn, độn cũng dứa cao lên. Còn ai ra nữa? Còn diễn viên nào? Nói chung là ngày đầu tiên á háo hức lắm, ngày đầu tiên quay háo hức lắm, nhiều năng lượng lắm, chung quay dần ngày ngày cái bắt đầu đuối. Không à, kéo dài lâu lắm. Ừ. Đứng xuống đi, để đứng nói chuyện hoài lâu lắm. Cưng, nhanh đi. Tại anh nãy giờ anh đợi hoài mà. Rồi ekip mình ơi, ekip mình đứng phía sau này đi. Rồi, Trâm nè, Trâm Minh Trọng, Minh Minh đứng đây đi. Vô. Trâm Minh Trọng, Minh Minh đứng đây đi. Cương. Nam luôn. Vô đi, đứng nhiều. Anh cầm hiếu nữa. Cầm hiếu nữa. Anh Minh một cây đi. Đốt rồi. Trăm một cây. Đốt rồi hả? Trăm. Anh không thích thì đốt lại. Đứng đây, đứng đây không anh? Anh hiếu cây áo đẹp rồi chị. Mừng. Anh cầm vô luôn đi. Đó, tổ về rồi mấy đứa ơi. Dạ, chồng vô luôn, đứng lên tóc ngang, đứng luôn. Tổ về rồi đó. Nó bị gió. Chú Nam. Cái nón nó hợp, còn một cái nữa đâu, một cái hồi khác. Đầy đủ rồi chơi rồi. Nó con nhỏ cháu nó mua cho mà. Đúng, chú đội ngược lại đẹp hơn. Đó là giống lâu. Dạ có. Lấy gần em ơi, lấy cho má Hằng. Lấy gần một cái lấy áo xa quá không nghe. Phục Trang ơi. Dạ lấy giùm em một cái áo cho má Hằng luôn. Chị mặc áo ấy chị. Ai cho chị Lê Giang luôn. Chị mặc áo luôn. Ông đờ. Anh Cương đứng đây luôn đi Cương. Hai chồng đứng gần đi. Tự nhiên gì kỳ vậy? Anh Thôi. Dạ chồng em ra rồi. Thôi anh cũng nhăn ấy được rồi, hai chồng cũng đi. Trời cái gì hai chồng mà. Có vợ có chồng nó đồng lòng. Chị tôi bỏ chị tôi. Chồng cho bên trong nó dạ cho chồng. Trời ơi đừng có chồng ta, đừng có chồng ta. Rồi rồi em ơi vô chụp hình nè. Áo xanh đứng phía sau hết đi. Áo xanh ơi. Áo xanh đứng phía sau đi. Bà con cô bác chị quay hậu trường cho chị nó dàn tới tới lũi quay mà chọn cái địa hình cực quá, đứng ngay đây không quay không lại, quay không lại nữa không chị, quay không lại ra đây làm không lại, quay không lại lấy điện thoại đỡ chụp hình quay không được mà lên núi chị ơi gì đi chân để chị bận áo anh đứng bìa đi anh cao em bự nó đứng ra nó cân nó đẹp nè nè cương ba cây à anh Nam mấy cây chụp hình ai cầm giùm anh áo này đi chụp hình đi nhiều còn ai chứ nhan à nhiều lắm anh hiếu rồi nữa kìa anh bên đây đó nè anh đông quá bà lứng bà lứng bà má quay không lại cho nên kênh bị thấp hơn đây bởi vì kênh muốn cười muốn xỉu bởi vậy anh phải kiếm một cái caramel của anh phải giữ hổ báo lên chèn lưng vô tay năm cái gì cắm cái mũi nè em cắm mũi nè ủa nãy giờ chưa đốt đèn mấy đứa đốt đèn không tắt hả nó chưa đốt luôn anh nó chưa đốt á cứ đốt đi nó khúc khúc nó đâu có cháy đâu trái hả? Gió hả? Gió. Rồi cúng đi mấy anh em ơi, ekip cúng lên. Xếp hàng con cúng đi. Cúng này để bắt đầu mình làm.
cho nó suôn sẻ coi, cho phim thắng lớn coi. Ừ, đông vậy, gom lại đông quá trời luôn. Đông quá trời luôn. Để nó dằn lại gió mới thổi. Bảo về đó, ông Toàn về ông lấy trái cây. Phía sau á, ấy phía sau, ấy phía sau á. Cứ mà. Ấy phía sau Tuấn. Rồi ba diễn viên nào, chuẩn bị đóng đúng trước. Còn 10 ai không đóng thì vô sáng ha. Anh đầu tiên là anh Cường với lại Úc Lành. Nam Anh. Nam Anh với lại chú Lê Nam. Chú Lê Nam ơi. Rồi anh em ekip mình đứng vô chụp một tấm hình tập thể luôn nha. Vậy đứng trên đây hả? Đứng đây sợ hết. Đeo băng đô mà. Đứng trước bằng tổ cũng hả? Mấy bà gì ai đứng đây chụp hình. Băng đô là bà Tư. Đứng này chụp cái này là. Ủa Duy Cương đâu rồi? Đứng dài đi nè. Hết rồi. Cái đây băng đô không nữa. Chứ đứng đây sao hết. Ờ đứng dài đây nè. Em ơi, em ơi mình xếp hàng mình đứng dài. Em đeo băng đô. Băng đô của em là cũng mấy máy rồi. Được không? Đứng lên. Em á, xong xong chưa ekip mình lên đây chờ đứng. Nè, một vài đứa đứng dưới đi. Anh đứng dưới nè. Anh đứng dưới đi. Ừ. Đâu? Cắm ở bên đây. Nào cắm kỳ vậy mấy? Vô anh em xếp hàng đi. Vô đi mấy đứa ơi. Trời ơi là trời, thấy không đứng dậy nữa. Trời ơi, tấm đen này nữa. Chụp lấy giường cải đẹp dưới đây nè. Anh, đây nè, lấy giường cải đẹp hả? Hả? Đứng đây mới hết nha. Sao anh đứng đây không hết đâu? View này đẹp nè. Kệ cho em chơi đứng gần mới nữa đây. Bây giờ thì view nghe đẹp. Hết không Quốc? Mà đứng lên đó luôn Quốc, đứng lên gò luôn Quốc. Thì đây mới hết nè, chứ chứ đứng đây nó bị không hết đâu. Đây sáng đẹp nè. Tôi chọn sáng rồi. Rồi vô vô chụp hình em ơi. Hình nè. Rồi ai. Ai đẹp trai thì đứng trước, ai xấu xấu đứng sau nha. Đưa chụp hình ơi. Cái này đẹp trai đứng trước anh ơi, xấu xấu đứng sau ha. Giàu quá. Nam là giàu quá. Tôi có vàng nha mọi người. Tối nay hay nhậu gặp Nam nha. Ừ. Cái thằng quỷ này chắc có quýnh mày quá rồi. Quýnh tiền á. Chuyện tao hoài. Có hiền mày. Về tao mét vợ tao á. Để anh Quốc, đủ cho anh Quốc. Trời cao quá vậy. Đi đứng, đứng trong Hiếu, Hiếu đứng trong. Hiếu đứng trong nè. Em nghĩ em lại không được. Đi vô anh ngồi tí. Hết đâu không? Đây đưa mặt ra. Mặt ơi. Cái chỗ này đứng được nữa nè mấy đứa. Nè. Kéo quần. Hả? Đây được rồi. Xuống đây một lớp. Xuống đi. Nè tao đứng đây rồi. Xuống đi đẹp đi rồi xuống đi. Ủa rồi. Ta rồi ok. Mà tao đang quay lại điểm chữ thầy ha ông nội. Trừ điểm cô giáo trừ điểm này đó. 1 2 3. Yeah, cái tên phim nha. 2 3. Tết này có chồng. Đã, rồi mấy bạn quay YouTuber có quay chụp không? Mấy bạn quay YouTuber hả? Diễn viên chụp đây nè. Diễn viên chụp đi. Diễn viên đứng đây chụp tấm đi. Rồi diễn viên vô đứng chụp nè. Bên đây mày. Bên đây diễn viên quay chụp nè. Này đứng vòng cung nè. Đứng vòng cung vậy đi. Đứng vòng cung nè. Chụp lại đi. Anh xích vô anh. Ủa em đâu phải diễn viên đâu. Dạ em có đóng. Có đóng luôn hả? Chúng anh à. Vậy là cũng nói vậy mà cũng viên vô luôn á. Ủa anh Minh rồi, phải đi lên trước rồi bị dài quá. Bị dài quá không vô hết công dài bệnh. Dài quá, ngồi đi, ngồi đi. Anh chậm dưới lại anh Minh vô ngồi trước nè. Anh vàng. Rồi ok. Mỏi lắm, mỏi. Rồi 1 2 3. Quýnh mơ. 1 2 3. Đừng quá rồi chị đâu mệt lắm. Đẹp quá. Có giật tấm này lắm không? Nhìn là biết đẹp. Phi thanh dân. Phi thanh vân. Thiếu Ngô thanh dân là đúng rồi. Ngô Hiếu. Nó không đúng tên dân nó buồn. Dân xong bữa nay. Dân chưa diễn hả? Chắc chưa hả? Nay chưa có dân hả? Vậy đó hả? Thôi quay.
Đổ luôn hả? Rồi. À. Okay. Trời ơi, xuống vậy. Năm vô luôn. Hay không à. Chung thôi. Đây đây nó bị che nắng á, che nắng Khương vô ngồi cho nó bộ bộ tứ Khương. Thứ ba người à. Ok. Thì xong về anh làm việc đi em sáng. Sư phụ. Con gắng tốt nha con. Con phải cố gắng hoàn thành ước nguyện của sư phụ. À, rồi con có cái gì rồi, rồi xong rồi bữa nay là lên núi Thỉnh Kinh. Bữa nay lên núi Thỉnh Kinh nha con. Dạ. Phải cố gắng thôi sư phụ. Sư phụ. Càng ngày nhận càng nhiều đệ tử càng lớn tuổi hơn Hương Dương không à. Cho lại quay clip được ha, đừng có lộn lộn. Dạ, thôi anh đóng đi còn xíu anh quay em quay với anh. Chưa quay là về à. Nhà ngủ đúng không anh? Không, em đón cái bay về Sài Gòn có xíu. Có cần quay mình đó lên. Chưa quay thì mình phải xếp hàng đứng chờ em. Hả? Đứng xếp hàng đứng chờ. Đứng đây chờ luôn chứ không được về. Đứng chờ người nghe nghe này. Coi đứng chính giữa hai người này coi. Đứng chờ thì chụp ly ơi. Đứng chờ tới lượt luôn ngày nào đó quay. Bé mới lớn mời chụp ảnh. Giúp anh chân. Chỉ mới học cấp 2. Góc dưới anh có góc à. Cúng xong nhang đi. Nắng được không? Dạ đẹp, để con nó siêu gửi cho má. Chị ơi, gửi chụp ảnh giấy cho má. Nhìn máy nào vậy? Ai biết nhìn máy nào? Ba máy biết kìa máy. Anh nhìn tùm lum, anh chỉ chụp ra là. Dạ xong rồi đó. À, giờ đi lại ăn một miếng ăn sáng cái bắt đầu tới vai của mình thì diễn mà con cô bác. À, vô đây thì mua đồ ăn sáng ăn trong đây luôn cho mà nó không đi ra ngoài nè. À, mấy bạn thì mấy bạn không có thấy nè, mốt mình đóng phim xong cái nó bị giờ của người ta nè, mấy cái thằng ôn dịch nè. À, để mình nhắc có mấy chuyện này không nè mấy đứa ơi. Dục tùm lum. Anh ăn sáng chưa? Anh ăn rồi. Đứng quay thế này anh cởi em thay đồ cái. Thay đồ hả? Thay đi. Ôi kỳ lắm. Thèm quá. Ôi kỳ. Thèm đi tử quá. Kỳ quá. Này, sáng nay có ăn gì nha bà con cô bác. Chị Ngọc ăn sáng gì nha? Chị ăn sáng chưa? Ăn ăn chị. Lấy vô cho chị Hai ăn. Dạ. Chị Hằng hả? Dạ. Rất là vui nha. Khi chị nhận được một cái điện thoại của bé Vi nói rằng là chị sẽ được quay cùng với của dừa Thương Dừa. Ê, em nói chị tham gia mấy anh mừng vui lắm chị. Dạ. Anh Minh Trung, anh Tấn Beo nó nói trời chị Ngọc vui lắm. Diễn dữ lắm, hát hay nữa. Chị có khoe với chị Hai về em nhiều lắm. Dạ. Chị nói Minh đó chứ. Trời ơi chị Ngọc ơi, chị vậy mà sao chị không phát huy gì hết trơn vậy? Để dạ. Em sẽ tạo cho chị. Dạ. Chị Hai nói ờ đúng rồi. Nếu mà em mà được phải duyên mà được Minh nữa thì ok. Dạ. Cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Hy vọng là sắp tới đây mình sẽ hợp tác với nhau. Rất là ăn rơ. Dạ. Dạ. À, chị vô nghỉ ha. Dạ. Sáng em ăn miếng. Ủa cái này có nước mắm luôn hả ta? Nè có nước mắm trong đây. Này mà sáng có thời gian mình đi ra ăn bánh ướt còn ngon hả bà con cô bác? Nó nóng mà ăn phở ha. Ngày sáng ăn bún thịt nướng. Đó. Đó hẹn 6:30. Hẹn anh 6:30 đó. Em có mặt 5 giờ. Đó, 4 giờ anh có mặt anh xuống, không có đứa nào anh về ngủ một xíu anh mới xuống. Anh được 2 tập rồi đó. Dạ hồi giờ xin phép bà con cô bác đi ăn sáng một xíu. À, trong khi chờ đợi mấy anh em quay. À anh Kinh Tử Lâm chưa lên ha? Dạ chưa, ngày mai. Ngày mai có anh Trường không hả? Mai sáng. À. Vậy còn mình em Kinh Tử Lâm thôi gì? Dạ đúng rồi. Có kêu bằng cái gì hơn đoàn đoàn này có nhiều kêu có nhiều thánh á anh, có thánh hài YouTube, ủa thánh hài TikTok là Quang Hiếu, có thánh An Giang kêu Tiểu Long, thánh YouTuber không phải chị Lê Giang, thánh gì thánh sữa thánh gì á,
chửi biết anh gì nhiều. Dạ nói chung là mày dặn diễn viên này mấy anh chị dễ thương lắm. Thương vừa cũng rất là vui mừng khi mà mình được đồng hành với các anh chị. Hy vọng là qua cái phim mình cũng được học hỏi nhiều. Mà Thương vừa đang cố gắng, Thương vừa nghĩ được một cái nét diễn gì cho Thương vừa chứ không thôi nó sẽ trùng trùng. Nhưng mà tại vì các bạn biết cái vai á giống tính cách của Thương vừa á. Nhưng mà thiệt sự mình bản thân cũng Thương vừa cũng vậy, mình không phải là diễn viên. Mình tham gia mình cũng tham gia cho cái vai nào nó cảm giác nó gần với mình, nó dễ thể hiện á thì được, chứ mà kêu mình diễn mấy vai khó Thương vừa đâu diễn được đâu. Và những vai khó như anh Lê Nam đâu diễn được đâu. Lê Nam diễn đỉnh lắm, anh diễn kinh khủng giỏi lắm. Anh Lê Nam là một trong những tài năng xuất sắc của điện ảnh cũng như phim truyền hình Việt Nam. Ủa anh đâu đây vậy? Không, anh kế bên nè. Không phải tự tưởng ngoài đời chứ khác bạn, ví dụ đóng mấy vai đẹp sao đóng được. Ủa không, hồi đó anh đẹp trai anh Nam. Hồi đó đẹp. Hồi đó anh coi mấy clip anh đẹp trai với bộ. Ngon lắm. Kinh khủng luôn. Hồi xưa ngon lắm. Thôi coi mấy clip của anh Bảo Trung hoặc là anh diễn mấy cũ cũ á. Đúng rồi. Ồ đẹp trai. Sau này thấy đẹp quá. Nhưng mà cái thật nhiều cái bớt lại. Nhưng cái thời đẹp trai thì người ta chưa biết tới nhiều. Chưa biết nhiều luôn. Giờ ta biết nhiều thì nó xấu rồi. Đây cộng bún ở đây, cộng bún này nó hơi bự ha bà con bác. Nó không giống cộng bún ở nhà mình. Anh Nam ăn cho ăn ha. Anh ăn rồi. Thì em ăn nha. Uống cà phê vậy không anh? À? Sao kiếm cà phê đủ ha. Cà phê lắm lắm. Chắc không có cà phê đá đâu, này cà phê nóng ha. Dạ xin mời. Này đoạn phim mà mình ai có ai ăn gì mình ăn nấy vậy đó. Từ nhỏ tới lớn. Còn thứ mà còn nếu mà ai muốn ăn gì á thì mua đặt cho nguyên đoàn. Dạ. Chứ không thể là nguyên đoàn làm cực khổ mà mình ngồi mình ăn ngon được. Ăn đi. Dạ em ăn rồi. Quay clip đi. Quay clip đi. Dạ rồi, thôi cảm ơn quý bà con quát nha. Mấy ngày nay thì chắc Hương vừa cũng không có quay cái gì nhiều, Hương vừa chỉ cập nhật hậu trường của phim Tết này có chồng. Thời gian công chiếu thì chắc sẽ đăng trên kênh Hậu Bích Trâm. Chứ giờ chưa biết thời gian công chiếu. Hy vọng quý bà con cô bác ủng hộ Hương vừa. Ủa hộ hộ Bích Trâm. Rồi xong rồi Hương vừa tham gia tới khoảng 10 tay, 11 tay vậy. Hương vừa về lại Sài Gòn để Hương vừa chuẩn bị phim Trùm Nổ. Năm rồi phim Tết về nhà ăn Tết cũng quay trước Hương vừa. Năm nay phim của Hồ Bà Trâm cũng quay trước. Dạ rồi Hương vừa cảm ơn rất nhiều nha. Chúc quý bà con quán là nhiều sức khỏe, gia đình an lành hạnh phúc. Bye.